Những bệnh lý khó nói, nguy hiểm. Những câu chuyện thầm kín, khó giải bày. Ở mọi lứa tuổi, giới tính sẽ được giải đáp nhanh chóng, chính xác. Những chuyên gia y tế uy tín, kinh nghiệm, thông tin gần gũi, dễ hiểu. Tất cả sẽ có trong chương trình Bác sĩ ơi. Chương trình được phát trên thanhniên.vn, TikTok, YouTube, Facebook Báo Thanh Niên.